Vâng, xin kính chào quý khán thính giả. Xin cảm ơn Xuân Thành để giới thiệu về cái bài nói chuyện đầu tiên của mình. Thì mình cùng xin thay mặt cộng đồng bệnh nhân ca nói với nhau và nói với các bác sĩ ở Việt Nam cũng như là các nước khác cái mong muốn sinh con ở bệnh nhân ung thư như thế nào. Thì quý xin lấy cái số liệu từ Nhật Bản thôi, là cái số ca mắc ung thư trong một năm tại Nhật Bản thì được ước tính là khoảng 900 ca trong cái độ tuổi 15 đến 19 tuổi, 4.200 ca độ tuổi 20 và 16.000 ca trong cái độ tuổi 30. Nhưng mà cái số này thì nó vẫn chỉ khoảng dưới 10% của số ca ung thư mới trong năm. Có nghĩa là chúng ta hiểu cái số ca ung thư mắc mới hầu hết là những người lớn tuổi và cái nhóm mà gọi là trong độ tuổi có khả năng sinh sản thì vẫn là cái thiểu số. Và cái độ phổ biến của các loại ung thư theo độ tuổi cũng là cái số liệu từ Nhật Bản thì nó thay đổi theo cái thời gian đúng không ạ? Khi mà bệnh nhân dưới 15 tuổi thì thường thường ba cái loại ung thư mà phổ biến nhất đó là ung thư máu, ung thư não và lymphoma. Khi mà bệnh nhân lên 20 tuổi thì bắt đầu có những cái loại ung thư khác, ví dụ như là ung thư các cái tuyến sinh dục nè, ung thư tuyến giáp, ung thư máu, ung thư cổ tử cung bắt đầu xuất hiện và sau 30 tuổi thì là ung thư vú, ung thư cổ tử cung, nó bắt đầu gần giống với là ung thư người lớn. Thì khi mà người ta xem những cái trăn trở của bệnh nhân ung thư trong cái độ tuổi này ấy, thì người ta thấy là hầu hết ai cũng lo lắng về cái tương lai của bản thân mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên cái lo lắng thứ hai là họ có thể tiếp tục cái công việc hoặc là khởi động lại cái công việc như thế nào sau khi điều trị ung thư. Và y học cộng đồng hân hạnh cùng với một số đồng nghiệp và bác sĩ đã làm cái livestream 1001 đêm ca lần thứ 19 với cái chủ đề là hỗ trợ bệnh nhân đi làm như thế nào. Và cái chủ đề ngày hôm nay liên quan tới cái khả năng sinh con của bệnh nhân cũng là một trong năm cái trăn trở phổ biến nhất của bệnh nhân trong cái độ tuổi trẻ này là họ có thể sinh con và hòa nhập cộng đồng như thế nào. Bởi vì như mọi người biết, cái tỷ lệ chữa lành ung thư nó đã có cái cải thiện trong cái thời gian vừa qua, và khi mà bệnh nhân ung thư họ tái nhập, hòa nhập cuộc sống về lại với xã hội thì cái nguyện vọng muốn có con là một cái nguyện vọng rất là chính đáng và nó hiển nhiên của rất là nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên có một cái điều đang làm phức tạp tình hình ở đây, đó là một cái số phương pháp điều trị ung thư thì có thể gây vô sinh ở nam giới và nữ giới. Quý ghi ra ở đây để cho mọi người thấy cái nguy cơ của một số cái loại thuốc hóa trị, không phải tất cả các điều trị đều gây ra vô sinh, nhưng mà nó sẽ có cái nguy cơ tùy theo cái liệu trình. Ví dụ hóa trị mà có các cái thuốc này hoặc là xạ trị vào cái phần bùng, phần chậu chẳng hạn, những cái phần mà có cái cơ quan sinh dục ở trong đấy thì nó có thể gây cái tình trạng vô sinh. Ở đây một số cái tài liệu thì ghi là cái việc uống iốt phóng xạ nó cũng có thể gây vô sinh với cái nguy cơ thấp. Đấy, thì cuối cùng có đọc tài liệu và người ta khẳng định rằng là nó có thể làm cho người nữ mà làm bị rối loạn kinh nguyệt một thời gian, nhưng mà hầu hết mọi người đều có thể có thai bình thường so với những người khác. Và đối với nam giới thì vẫn cũng có những cái điều trị có nguy cơ cao, vừa và thấp, mặc dù là cái khả năng sinh tinh ở nam giới thì có vẻ là mạnh hơn và không có chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Thì nếu mà chúng ta có bệnh nhân và đang theo những cái loại điều trị như thế này thì chúng ta phải lưu ý tới cái khả năng cái nguy cơ vô sinh sau khi điều trị. Và chúng ta nói chuyện với bác sĩ về các cái phương pháp để mà bảo tồn. Thì đây là một cái slide cũng rất là hay từ Thạc sĩ Thu Lan, Bệnh viện Mỹ Đức. Nó cũng tóm gọn các cái liệu trình và các cái tình huống mà chúng ta cần phải lưu ý với cái khả năng vô sinh. Nhất là ví dụ phụ nữ mà theo các cái liệu trình chữa lành trong ung thư vú chẳng hạn. Các cái liệu trình có cyclophosphamide, và những cái phác đồ như là AC chẳng hạn, thì cái này mọi người nên hỏi thêm với bác sĩ ung thư của mình. Thì như mọi người thấy là chúng ta cần phải thảo luận về cái vấn đề bảo tồn sinh sản đối với là một nhóm bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà đang theo cái mục tiêu chữa lành và họ vẫn muốn có con lại sau sau khi thời gian hoàn tất các cái điều trị tiêu chuẩn. Tuy nhiên cái việc này trên thực tế nó đang có những cái khó khăn mà lát nữa Quý rất là mong được trao đổi thẳng thắn từ với các bác sĩ chuyên khoa sản và hỗ trợ sinh sản.
Bởi vì theo cái ghi nhận của Nhật Bản thì hầu hết là bệnh nhân và người thân thì họ lo lắng và họ rất là muốn bắt đầu điều trị ung thư càng nhanh càng tốt. Và khi mà mới bắt đầu điều trị ung thư thì cũng rất là khó để mà tiên lường được một cái gì đó đảm bảo. Và cho nên là khi mà cái cuộc sống của bệnh nhân còn bấp bênh thì các cái chủ đề như là có con được hay không, rồi có nuôi con được hay không, rồi tái phát như thế nào, nó rất là nhạy cảm và hầu như các bác sĩ không có đủ thời gian để mà nói chuyện với bệnh nhân. Ngoài ra, ngay cả khi mà bệnh nhân người ta đã hoàn thành cái liệu pháp tiêu chuẩn và người ta chữa lành rồi, thì có một số người khi mà nói tới chuyện sinh con thì lại gặp những cái thiên kiến, những cái phản đối từ cộng đồng, từ bà con, bạn bè của mình. Ví dụ như đây là một câu chuyện từ bạn của quý là anh Kishida Toru, là một trong những cái leader của cái tổ chức NPO Cancer Node ở Nhật ấy. Thì anh này cũng là bệnh nhân ung thư và cưới một chị cũng là bệnh nhân ung thư vú, và hai người đã chữa lành rồi. Thì khi mà hai người này lên lên đài báo để nói về cái vấn đề là tôi muốn sinh con, thì rất là nhiều người động viên khen ngợi, nhưng mà cũng rất là có những cái người mà họ comment ở trên đấy cũng rất là khó chịu. Ví dụ như là hai đứa tụi bay khổ rồi, tại sao lại bắt con phải khổ nữa đó, rồi mai mốt có chuyện gì ai lo cho con, hoặc là đừng có vì phút nông nổi mà làm con phải cực thêm chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái tâm sự rất là thật thôi. Và cái webinar này không phải là khuyên mọi người lên tất cả là nên bảo tồn sinh sản hay là không nên bảo tồn sinh sản, mà chúng tôi chỉ muốn đưa ra những cái góc nhìn đa chiều để cho mọi người thấy là cái câu chuyện thực tế nó phức tạp hơn và nó cần phải cá nhân hóa như thế nào để chúng ta giúp được những người bệnh mà đang có cái nguyện vọng và họ đúng cái tình huống mà có thể bảo tồn sinh sản và có con đúng như nguyện vọng. Thì cái câu hỏi đầu tiên, ai là người cần lưu ý đặc biệt là nghe cái webinar này, thì quý cùng xin ghi ở đây là những bệnh nhân trong cái độ tuổi sinh sản và điều trị với cái mục tiêu chữa lành và dùng các cái điều trị có khả năng gây vô sinh vừa và cao và có cái nguyện vọng bảo tồn để có con về sau. Thì quý cũng rất là mong chúng ta tiếp tục lắng nghe cái phần chia sẻ của các diễn giả khác để xem các cái phương pháp bảo tồn sinh sản hiện nay khả thi như thế nào